kia. Sủa lúc người ta lên giường em ra đường, em đã hơi rất nhiều lần nhờ phở son. Sinh từ mang một gánh nặng trên vai với một người con. Giày cao gót 12 phân, váy em ngắn lộ gần hai chân. Em làm như vậy cũng vì hóa đơn cuối tháng, nghề em làm sử dụng vào dưới hàng. Thêm một miếng ăn, thêm gánh nặng bự vai em. Đêm phải tăng ca để người ta xa em. Em đi làm không ngại trời nắng, đứng đợi không quen bên phố vắng. Những lúc em khóc nhưng ai nghe, họ sướng em đau nhưng ai nghe. Nhìn em họ tin chuyện thật vậy, ác mộng hàng đêm em phải bắt dậy. Chào đặng đang theo 2 năm vì em nghĩ nghề này sao không ai chăm. Không muốn người ta gọi em chữ đờ, không muốn nằm ngửa chỉ vì là chữ tờ giấy bạc. Nên biết nhìn xa hy vọng cuộc đời em với người ta, cuối cùng em cũng thành vợ bên người ta. Em làm công việc nội trợ, yeah, tốt nghiệp có việc và new pen rooftop penthouse LV Chanel đeo vai áo Givenchy. Cuộc sống như người mơ mà không được, cố gắng của em là nó đảo ngược. Em xăm vào tay trái never give up, tay còn lại cheer keeper the here up. Sao lâu quá vậy? Ủa hết rồi hả? Vậy hả? Sao không nói? Anh đã quay để cho anh diễn luôn.